Hello children, welcome to English class. Today we study Unit Starter, My Family. Cô chào các em, chào mừng các em đến với lớp học tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mở đầu với chủ đề là Gia đình tôi. Let's begin Lesson 1, Student Book, page 4. Chúng ta hãy bắt đầu vào bài học số 1, sách học sinh, trang số 4. Listen and repeat. Các em hãy lắng nghe và lặp lại. Grandma. Grandpa, Mom, Dad, Aunt, Uncle, Brother, Sister, Cousin, Grandpa, Sister, Grandma, Aunt, Cousin, Uncle, Mom, Brother, Dad. Listen again. Các em hãy nghe lại lần nữa. Grandma, Grandpa, Mom, Dad, Aunt, Uncle, Brother, Sister, Cousin, Grandpa, Sister, Grandma, Aunt, Cousin, Uncle, Mom, Brother, Dad. Next, let's play a game. Tiếp theo, chúng ta hãy chơi một trò chơi để ôn lại các từ mới học vừa rồi. 1. Who is he? A. Grandpa. B. Grandma. C. Mom. The correct answer is A. Grandpa. 2. Who is she? A. Aunt. B. Grandpa. C. Grandma. The correct answer is C. Grandma. 3. Who is he? A. Brother. B. Mom. C. Dad. The correct answer is C. Dad. 4. Who is she? A. Sister. B. Mom. C. Dad. The correct answer is B. Mom. 5. Who is he? A. Brother. B. Uncle. C. Mom. B. Uncle is correct. 6. Who is she? A. Aunt. B. Grandma. C. Dad. The correct answer is A. Aunt.
7. Who is she? A. Aunt. B. Brother. C. Sister. The correct answer is sister. 8. Who is he? A. Grandpa. B. Brother. C. Sister. The correct answer is B. Brother. 9. Who are they? A. Cousins. B. Brothers. C. Sisters. The correct answer is A. Cousins. 10. Next, read and write the names. Tiếp theo, các em hãy đọc và viết lại các tên. Listen and check. Các em hãy nghe và kiểm tra đáp án. Listening to. Listen and check. Hello, I'm Leo, and I'm 11. Amy is my sister. We have a big family. Hi, I'm Amy. I'm Leo's sister. I have an aunt and an uncle, and I have two cousins. Hi, I'm Holly. I'm 7. Max is my brother. He's 9. Hello, I'm Max. I have a sister. Her name is Holly. She's 7. We have two cousins. Their names are Amy and Leo. Listening to. Listen and check. Hello. I'm Leo, and I'm 11. Amy is my sister. We have a big family. Hi, I'm Amy. I'm Leo's sister. I have an aunt and an uncle, and I have two cousins. Hi, I'm Holly. I'm 7. Max is my brother. He's 9. Hello, I'm Max. I have a sister. Her name is Holly. She's 7. We have two cousins. Their names are Amy and Leo. Next, we move to Lesson 2, Student Book, Page 5. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến bài số 2, sách học sinh trang số 5. 1. Read and write T for true or F for false. Bài tập số 1, các em hãy đọc và viết chữ T cho câu đúng hoặc chữ F cho câu sai. One, the red car is smaller than the blue car. F. Câu số 1. Ô tô màu đỏ nhỏ hơn ô tô màu xanh nước biển. Câu này sai. 2. The green car is bigger than the blue car. Câu số 2. Ô tô màu xanh lá lớn hơn ô tô màu xanh nước biển. 3. The green car is faster than the red car. Câu số 3. Ô tô màu xanh lá nhanh hơn ô tô màu đỏ. 4. The red car is faster than the green car. Câu số 4. Ô tô màu đỏ nhanh hơn ô tô màu xanh lá. 5. The blue car is slower than the green car. Câu số 5. Ô tô màu xanh nước biển
chậm hơn ô tô màu xanh lá. 6. The blue car is slower than the red car. Câu số 6. Ô tô màu xanh nước biển chậm hơn ô tô màu đỏ. Let's check. Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án nhé. 2. The green car is bigger than the blue car. T. Câu số 2. Ô tô màu xanh lá lớn hơn ô tô màu xanh nước biển. Đúng. 3. The green car is faster than the red car. F. Câu số 3. Ô tô màu xanh lá nhanh hơn ô tô màu đỏ. Sai. 4. The red car is faster than the green car. T. Câu số 4. Ô tô màu đỏ nhanh hơn ô tô màu xanh lá. Đúng. 5. The blue car is slower than the green car. F. Câu số 5. Ô tô màu xanh nước biển chậm hơn ô tô màu xanh lá. Sai. 6. The blue car is slower than the red car. T. Câu số 6. Ô tô màu xanh nước biển chậm hơn ô tô màu đỏ. Đúng. Exercise 2. Write. Bài tập số 2. Viết. 1. The elephant is bigger than the monkey. 2. The giraffe is taller than the zebra. 3. The donkey is faster than the cow. 4. The goat is smaller than the horse. Let's check. Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án. 1. The elephant is bigger than the monkey. Con voi to hơn con khỉ. 2. The giraffe is taller than the zebra. Con hươu cao cổ cao hơn con ngựa vằn. 3. The donkey is faster than the cow. Con lừa nhanh hơn con bò. 4. The goat is smaller than the horse. Con dê nhỏ hơn con ngựa. Exercise 3. Read and write T for true or F for false. Bài tập số 3. Các em hãy đọc và viết chữ T cho câu đúng hoặc chữ F cho câu sai. One, it was sunny. T. Two, the children were sad. Three, the girl was hungry. Four, the boy was thirsty. Five, mom and dad were cold. Câu số 1. Trời nắng. Câu này đúng. Câu số 2. Những đứa trẻ buồn. Câu số 3. Cô gái đói. Câu số 4. Cậu bé khát. Câu số 5. Mẹ và bố lạnh. Let's check. Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án. 2. The children were sad. F. Câu số 2. Những đứa trẻ buồn. Sai. 3. The girl was hungry. T. Câu số 3. Cô gái đói. Đúng. 4. The boy was thirsty. T.
Câu số 4. Cậu bé khác. Đúng. 5. Mom and Dad were cold. F. Câu số 5. Mẹ và bố lạnh. Sai. This is the end of our lesson today. Thanks for your listening. Goodbye and see you again. Các em thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô chào các em và hẹn gặp lại. Oh yeah, kids, it's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me.